Hôm nay chúng ta sẽ tập một bài tập giãn toàn thân. Từ đây chúng ta sẽ trải cái người của mình như thế này. Từ tư thế ngồi, mông trên gót chân, mở rộng hai gối. Từ đây mình đặt hai tay lên đùi, vươn dài lưng, hít sâu, trượt dài hai tay ra phía gối. Từ từ thở ra, trượt tay xuống thảm, vươn dài hai cánh tay. Rồi từ từ thả mềm cơ thể xuống, thả lỏng trán mũi, hạ mềm xuống thảm. Từ đây tiến hai tay về phía trước, ngả mềm vai, nhấc trán lên, hạ mềm xuống thảm. Từ từ đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống, hơi quận xương cột hướng xuống thảm. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, quan sát khí và oxy tươi trải dài khắp các đốt sống. Mềm mại thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Mềm sâu vùng vai, hông, lưng. Lần hai, hít thật sâu, nhả mềm các cơ xung quanh cổ, vai, cánh tay, hông và lưng. Mềm mại thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Lần ba, hít thật sâu, quan sát sự duỗi dài của cơ thể. Từ từ thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng sâu hơn. Một lần nữa, hít thật sâu, cảm nhận khí và oxy tươi tràn ngập khắp cơ thể. Mềm mại thở ra thật chậm, nhả mềm cơ, thả lỏng, thư giãn. Mềm sâu vùng hông, lưng, vai. Từ đây, nhẹ nhàng chống 10 đầu ngón tay lên. Hít thật sâu, duỗi đầy căng hông ra phía sau, đẩy vai về phía trước, mềm lưng trên, lưng giữa. Từ từ thở ra, duỗi dài cột sống, thả mềm đôi vai, thư giãn và thả lỏng cổ gáy. Quan sát toàn bộ vùng lưng, vùng hông được duỗi giãn. Thật chậm, hít vào, duỗi dài hông, đẩy xương cột ra sau. Từ từ thở ra, mềm bàn tay xuống thảm, hạ mềm vai và trỏ, thư giãn vùng lưng, hông và vai. Tiếp tục, chống 10 đầu ngón tay lên, nhấc trỏ, hít thật sâu, duỗi hông dài ra phía sau, duỗi ngực về phía trước, đẩy vai ra phía trước, quan sát sự căng giãn này. Từ từ thở ra thật chậm, mềm hai vai và trỏ, mềm hông và lưng, hạ mềm bàn tay xuống thảm, thư giãn, nhả mềm cơ. Lần ba, chống 10 đầu ngón tay, hít thật sâu, duỗi dài cột sống, đẩy hông ra phía sau, duỗi ngực về phía trước, quan sát sự căng giãn, cảm nhận sự giãn duỗi, giải đều các cơ, giải đều các đốt sống. Mềm mại thở ra thật chậm, nhả mềm cánh tay, nhả mềm vai, hạ lòng bàn tay xuống thảm, thư giãn và thả lỏng vùng cổ, gáy, lưng trên, lưng giữa và lưng dưới. Một lần nữa, chống 10 đầu ngón tay lên, nhấc trỏ. Hít thật sâu, duỗi hông, duỗi đẩy xương cụt dài ra phía sau, đẩy vai ngực về phía trước, mềm vai và trỏ. Từ từ thở ra, hạ mềm trỏ, thả mềm cánh tay, thư giãn các đốt sống vùng cổ, lưng trên, lưng giữa và lưng dưới. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, thu hai tay về gần gối.
khép hai trỏ ôm vào đường giữa, thở ra nâng thân người lên, khép hai gối thu về giữa. Rồi từ đây, hai tay đưa sang ngang, hít vào bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Hai tay chắp trước ngực, thở ra thả lỏng hai tay. Tách rộng sang ngang, hít sâu vươn cánh tay cao qua đầu, đón khí. Thở ra chắp tay thả mềm vai, thả lỏng cơ thể chìm hông. Lần ba, hít thật sâu vươn dài cơ thể lên nào. Chắp tay, từ từ thở ra thả mềm vai, thả lỏng cổ gáy chìm hông, quận mông xuống thảm. Một lần nữa, tách tay, hít sâu, vươn dài cơ thể lên, rất tốt. Chắp tay, thở ra hạ mềm hai tay trước ngực, thư giãn và thả lỏng hông, quận mềm mông xuống, mềm vai, thả lỏng cổ gáy. Quan sát lòng bàn tay đang ấm dần lên. Từ đây, tập trung đưa ý thức vào buổi học. Để buổi học được sẵn sàng, mời bạn xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên nào. Nóng thêm chút nữa, thêm chút nữa, tác ý vào bàn tay. Thêm chút nữa, rất tốt. Từ từ đưa hai tay áp vào vùng mắt, dày nhẹ vùng mắt. Và day ngược lại. Từ đây, khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, từ từ hạ xuống ngực, cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Rồi, từ đây chúng ta đưa hai tay trải xuống thảm, trở về trong tư thế cái bản. Chân tách rộng bằng hông, duỗi mềm hai mũi chân. Xoay căng các ngón tay, nhấn lực từ bàn tay đẩy lên vai. Từ lực ở vai đẩy xuống hông, duỗi dài cột sống. Đưa ý thức về xương cụt, hít thật sâu, cuộn xương cụt lên, chúng thắt lưng, rút rốn, mềm vai duỗi ngực, ghì vai xa tay. Từ từ thở ra thật chậm, cuộn đỉnh mông xuống thảm. Cuộn tròn lưng, thả lỏng đỉnh đầu, rút sâu rốn vào trong. Lần hai, hít thật sâu, quan sát sự chuyển động. Từ từ thở ra thật chậm, thở hết ra. Quan sát sự căng giãn và thả lỏng cổ gáy. Lần ba, hít thật sâu. Và mềm mại, thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Lần bốn, hít thật sâu. Mềm mại, thở ra thật chậm, bạn thở hết ra. Từ đây, đưa thân người trở về giữa. Thật chậm, hít vào bạn đưa tay phải sang bên phải, các ngón tay hướng ra ngoài thảm, tay trái sang bên trái, lòng bàn tay ở trong thảm. Từ từ thở ra đẩy thân người sang bên trái, kéo rốn, cuộn mông xuống, hít sâu trở về giữa. Từ từ thở ra đẩy người qua bên phải, hít vào về giữa, thở ra sang trái. Hít sâu trở về giữa, thở ra sang phải, rất tốt. Đẩy cả hông sang, giãn cả hông. Hít vào về giữa, thở ra sang trái, đẩy hết hông vai sang trái, rất tốt. Hít sâu về giữa, thở ra sang phải, rất tốt. Rồi từ đây hít vào trở về giữa, thở ra thu hai tay về trong thảm. Lật ngửa tay phải, hướng các ngón tay về gối. Hít vào nhấn lực về tay trái, duỗi thẳng, cùi trỏ tay phải. Thở ra nắm các ngón tay lại. Hít hai, xoay căng bàn tay. Thở ra nắm các ngón tay. Hít ba, và thở nào. Hít bốn, và thở ra. Hít năm, và thở nào. Từ đây hạ bàn tay phải xuống thảm. Lật ngửa bàn tay trái, hướng các ngón tay về gối.
nhấn lực về bàn tay trái, đẩy căng vai lên thẳng của trỏ trái, hít sâu xòe căng các ngón tay. Thở ra nắm các ngón tay lại. Hít hai xòe căng. Thở ra nắm lại. Hít ba và thở ra. Hít bốn và thở nào. Hít năm và thở ra. Rất tốt. Từ đây hạ tay trái trở về thảm, sau đó đưa mông về lại gót chân. Hai tay đưa về phía trước, hít sâu xòe căng bàn tay có lực. Thở ra gập cổ tay mềm vai xuống. Hít hai xòe căng bàn tay. Thở ra gập xuống mềm vai. Hít ba thề xòe căng ra nào. Thở ra gập xuống. Hít bốn xòe căng tha lỏng cổ gáy. Thở ra gập sâu xuống. Một lần nữa hít sâu và thở nào. Nắm các ngón tay lại, xoay tròn cổ tay. 1, 2, 3, 4, 5 và ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào thật sâu, đẩy tay về phía trước. Thở ra đưa hai tay ra phía sau, thân người đổ về phía trước. Đan tay, cuộn một vòng vai. Hít thật sâu, đẩy thẳng cột sống lưng. Thở ra mềm vai, cuộn mông xuống thảm. Chìm sâu đầu vai, thẳng gáy cổ. Quan sát vùng vai và gáy cổ được kéo giãn. Toàn bộ cổ chân, mu bàn chân được giãn. Xoay cằm sang trái, hít sâu. Thở ra thật chậm, xoay cằm sang phải. Hít hai sang trái. Và thật chậm, thở ra sang phải. Hít ba sang trái. Và thật chậm, thở ra sang phải. Hít bốn sang trái. Và từ từ thở ra sang phải. Ôi từ đây, hít vào trở về giữa, tách hai tay vuông cánh tay cao qua đầu. Thở ra hạ bàn tay xuống thảm, rồi chống hai ức bàn chân. Hít vào nâng hai gối trong tư thế chiếc bàn ảo. Thở ra từ từ duỗi gối, đẩy căng gót chân trong tư thế plank giãn. Hướng gót chân xuống thảm, quan sát bắp và gót chân giãn. Thở hết ra trùng gối, hạ xuống, mềm chân, duỗi mũi chân. Ôi, hít vào một hơi thật sâu, tách rộng hai gối sang hai bên. Nhấn lực về bàn tay phải, thở ra đẩy lên vai. Hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên. Thở ra thật chậm, luồn sâu tay trái qua nách phải. Quan sát sự căng giãn toàn bộ hông và lưng. Hít vào tay trái, lướt vần vươn lên nào. Xoay căng các ngón tay, thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải. Hít hai, lướt tay trái, nâng lên. Và thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải. Một lần nữa, hít sâu, vươn lên. Chậm chậm thở ra luồn sâu tay qua nách. Rồi từ đây, hít vào lướt cánh tay trái, bạn nâng lên. Xoay vai trái, thở ra đưa qua eo lớn phải. Rồi cuộn mông xuống thảm. Quan sát lưng dưới được giãn. Hít thật sâu, xoay cằm, mắt hướng nhìn về trỏ phải. Từ từ thở ra, kéo đẩy hông ra phía sau. Cuộn mông hướng xuống thảm. Mềm vai, lực không dùng về tay. Lúc này đưa mông cuộn xuống thảm, khép cằm. Quan sát độ giãn duỗi vùng lưng, vai và cánh tay. Trải rộng bàn tay phải. Hít thật sâu, bạn đẩy thân người về phía trước. Lướt cánh tay trái, nâng lên. Thở ra từ từ hạ tay trái, trở về cùng tay phải. Từ đây khép hai gối trở về giữa. Chống hai ức bàn chân. Thật chậm, hít vào nâng gối lên trong tư thế chiếc bàn ảo. Thở ra duỗi gối đạp căng gót chân trong tư thế bờ lanh. Quan sát toàn bộ gần asin vùng gót chân được kéo giãn. Hít thật sâu, hạ mềm gối trở về thảm. Thở ra duỗi mềm mũi chân, tách rộng hai gối. Từ đây nhấn lực về tay trái. Nhẹ nhàng hít thật sâu, nâng cánh tay phải, vươn lên. Thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái. Hít hai, lướt tay phải, nâng lên.
Từ từ thở ra luồn sâu tay qua nách. Hít ba tay phải nâng lên nào. Thở ra thật chậm luồn sâu qua nách. Một lần nữa hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm luồn sâu qua nách. Rút rốn quận mông. Từ đây nhẹ nhàng hít vào vươn cánh tay phải nâng lên. Xoay vai phải thở ra đưa qua eo lườn trái. Rồi xoay mở ngực phải. Hít vào xoay cằm hướng mắt nhìn về trỏ trái. Từ từ thở ra kéo đẩy hông ra phía sau. Quận mông hướng xuống thảm mềm vai và cánh tay trái. Quan sát sự giãn duỗi toàn bộ vùng hông, lưng, thả mềm và nhả mềm cơ vai. Thật chậm, hít vào, bạn đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay, lướt cánh tay phải nâng lên. Thở ra hạ bàn tay phải trở về thảm, chống hai ức bàn chân, nâng gối thở hết ra đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế V ngược. Dung bị chui tai vào sâu quá, tai chỉ song song với hai cánh tay thôi. Từ đây, nhẹ nhàng kiễng gót chân, đi bộ tại chỗ, hạ mềm từng gót chân xuống thảm, giãn toàn bộ mặt sau thân người, thả lỏng cổ gáy, xoay cằm sang trái và sang phải, thư giãn và thả lỏng các đốt sống vùng cổ, đưa khí huyết về đỉnh đầu, hít thật sâu, nhấc gót chân và thở ra hạ mềm gót chân còn lại, cuộn xương cụt lên, thư giãn và thả lỏng. Thêm hai nhịp nữa, thư giãn và thả lỏng. Chú ý cuộn mềm xương cụt lên, đưa rốn về gần đùi. Rồi từ đây, hít thật sâu kiếng cả hai gót chân, lướt chân phải nâng lên. Thở ra gập gối phải, đưa gót chân phải về mông trái, nhấn vai phải xuống, đẩy gối phải lên. Thở hết ra, bước chân phải về cạnh trong bàn tay phải. Chống 10 đầu ngón tay, đầu gối thẳng hàng với cổ chân phải, hít sâu duỗi ngực về phía trước. Thở ra đẩy hông ra phía sau, đẩy gót chân trái ra phía sau, giãn căng toàn bộ thân người. Thật chậm, nhấn lực về tay trái, hít vào bạn vươn cánh tay phải, nâng lên. Tay phải vươn cao lên, quan sát mông sâu và các mạc đùi chân phải được giãn. Thở ra xoay vai phải hạ mềm, xuống thẳng. Thở hết ra duỗi gối chân phải, kiễng căng gót chân trái đẩy hông ra sau, mềm hai vai và trỏ, gập thân người xuống chân phải. Quan sát sự căng giãn, nhẹ nhàng hít thật sâu duỗi ngực đẩy hông. Mềm mại thở ra mềm vai, mềm trỏ, quan sát sự căng căng giãn giãn. Một lần nữa, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, chìm sâu vai, nhả vai mềm trỏ. Từ đây, hạ bàn tay xuống thảm, hít thật sâu bạn lướt chân phải, nâng lên. Từ từ thở ra thật chậm, co gối phải về giữa hai tay, hạ mềm xuống thảm, duỗi dài hông trái. Chú ý, chúng ta duỗi này, đẩy cái hông ra phía sau, hạ mềm nó mới giãn. Mềm mũi chân trái, hít thật sâu, chống 10 đầu ngón tay, đầy ngực, nâng cằm. Quận mông xuống thảm. Từ từ thở ra, di chuyển hai tay về phía trước, duỗi dài cột sống, gập sâu thân người, hướng xuống thảm. Hạ mềm trán mũi, thả mềm hai vai, quan sát sự căng giãn sâu, toàn bộ mông sâu bên phải, căng mạc đùi chân phải, toàn bộ hông, lưng và vai. Từ đây, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm nhả mềm đôi vai, thả lỏng hai cánh tay, thư giãn và cảm nhận sự trải dài của các cơ. Lần hai, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm nhả toàn bộ những cặn khí và thán khí ra bên ngoài. Lần ba, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Một lần nữa,
hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, mềm hơn nữa vùng hông, lưng, vai. Từ đây, thu hai tay của bạn về gần gối, xòe rộng bàn tay, hít vào bạn nâng thân người, vươn lên, chống ức bàn chân trái, nâng hông, thở ra bước chân phải trở về sau cùng chân trái, đẩy mông hướng lên bầu trời, nhả vai ra. Tay song song với hai cánh tay, hít sâu kiễng gót chân, lướt chân trái nâng lên. Gập gối trái, hướng gót chân về mông phải, nhấn vai trái xuống. Thở ra bước chân trái về cạnh trong bàn tay trái. Đầu gối thẳng hàng với cổ chân trái, duỗi hông ra phía sau. Duỗi ngực về phía trước, có thể chống 10 đầu ngón tay lên. Vững vàng trên tay phải, hít vào bạn vươn cánh tay trái nâng lên. Quan sát vùng mông sâu bên trái, cơ căng mạc đùi chân trái được giãn. Đạp gót chân phải ra sau, đẩy gối trái về phía trước, cảm nhận sự giãn sâu. Từ từ xoay vai trái, thở ra hạ bàn tay trái xuống thảm. Có thể chống 5 đầu ngón tay, thở hết ra duỗi gối chân trái. Đẩy hông ra phía sau, nhả vai mềm trò. Quan sát sự giãn duỗi, tha lỏng cổ gáy. Nhẹ nhàng hít thật sâu, quấn nhẹ xương cụt lên. Thở ra mềm vai và trò, quan sát sự giãn sâu, hướng gót chân phải hướng xuống thảm, quan sát gần à xìn gãn nhiều hơn nữa. Một hơi thở nữa, hít sâu. Từ từ thở ra thật chậm, mềm sâu, gót chân phải quận xương cụt lên nào. Giãn, thả lỏng. Rồi từ đây, hạ bàn tay trở về thảm, hít thật sâu, bạn lướt chân trái, nâng lên. Trải rộng bàn tay ra nào, nhả vai, thở ra co gối trái trở về giữa hai bàn tay, hạ mềm gối trái xuống thảm, rồi duỗi đẩy cái hông phải ra sau, úp mềm chân, úp hông phải xuống. Thở hết ra di chuyển hai tay, gập sâu thân người hướng xuống thảm, hạ mềm trán mũi hướng xuống thảm. Quan sát toàn bộ vùng mông sâu bên trái, cờ căng mạc đùi chân trái được kéo giãn. Tiếp tục đưa ý thức và hơi thở về vùng cột sống, nhẹ nhàng hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, úp mềm sâu hông phải, quan sát sự căng giãn sâu toàn bộ vùng mông sâu bên trái, hông lưng và cột sống. Lần hai, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm nhả mềm các cơ, thư giãn và thả lỏng. Lần ba, hít thật sâu, quan sát nguồn sinh khí trải dài khắp các đốt sống, toàn bộ thân, thư giãn, thở ra thật chậm, nhả mềm sâu các cơ đang còn căng cứng. Một lần nữa, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm bạn thư giãn và thả lỏng hông, lưng, vai. Từ đây, nhẹ nhàng thu hai tay về gần gối, trải rộng bàn tay, hít vào nhấn lực từ bàn tay nâng thân người lên. Thở ra chống ức bàn chân phải, nâng hông, bước chân trái trở về sau cùng chân phải đẩy mông hướng lên bầu trời. Thật chậm, hít thật sâu, đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra hạ gối xuống thảm. Trong tư thế cái bàn ảo, nâng nhẹ gối lên. Hít thật sâu, duỗi gối, đạp căng gót chân, hạ mông xuống. Thu chân về một tí, làm chân động. Đúng rồi. Rồi hạ ngực xuống một xíu nữa. Đúng rồi. Rút cái rốn lên. Rồi tốt. Thở ra trùng gối. Trở về cái bàn ảo, không hạ thảm. Hít sâu duỗi gối. Rất tốt, thẳng cổ, thả lỏng cổ. Thở ra trùng gối không chạm thảm. Lần ba, hít duỗi gối, đạp căng gót chân xuống thảm.
thở ra hạ gối không chạm thảm. Một lần nữa hít sâu duỗi gối. Thở ra trùng gối không chạm thảm. Thở hết ra đẩy mông hướng lên bầu trời nhà vai. Quận xương cụt giãn dài các đốt sống lưng. Giãn dài cánh tay, thư giãn vùng cổ gáy. Từ đây nhẹ nhàng hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, quận mềm hông, lưng, vai. Đưa ý thức về chân bên trái, hít vào bạn lướt chân trái, nâng lên. Thở ra bước chân trái về cạnh trong bàn tay trái. Chống 10 đầu ngón tay lên. Bước chân phải trở về cùng chân trái. Hai tay sang ngang, hít vào bạn nâng thân người vươn lên. Trùng gối thở ra hai tay chắp trước ngực, thân người đổ về phía trước một góc 45 độ, hông đẩy ra phía sau trong tư thế chiếc ghế ảo. Kiễng gót chân phải hít vào, nâng lên, thở ra gập cổ chân phải, rồi đưa cổ chân và mắt cá chân qua gối trái, đẩy hông ra sau gập thân người về phía trước, mắt nhìn về một điểm, thả lỏng cổ gáy và đôi vai. Hít thở đều bạn giữ ở đây, nằm. 4, 3, 2, 1. Hít vào tách hai tay, vươn cánh tay, nâng thân người lên. Thở ra hai tay chắp trước ngực. Thu chân phải trở về, đưa ra phía sau. Thở hết ra, chống ức bàn chân phải xuống thảm. Hít thật sâu, bạn vững trên chân trái, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra bạn đổ thân người về phía trước một góc 45 độ, hai tay ra phía sau duỗi dài hông lưng, mắt hướng nhìn xuống thảm, duỗi dài cột sống úp hông phải xuống, mềm vai và trò, mềm cổ và gáy. Hít thở đều và rút rốn vào trong. 5, 4, 3, 2, 1. Tách hai tay sang ngang, hít vào bạn vươn hai tay, nâng thân người lên. Từ từ thở ra thật chậm, đưa hai tay sang ngang. Thở hết ra bạn mềm gối phải xuống, hạ trọng tâm, dán toàn bộ cơ đùi trước chân phải. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Tách hai tay, hít vào vươn hai tay, nâng thân người lên. Hạ bàn tay trở về thảm, duỗi gối trái. Thở ra đẩy hông ra phía sau, duỗi ngực về phía trước. Cuộn xương cụt hướng lên bầu trời. Mềm vai và trỏ, giữ tĩnh. 5, 4, 3, 2, 1. Hít thật sâu, lướt chân trái, nâng lên. Thở ra co gối trái, hướng gót chân về mông phải. Hạ mềm gót chân phải xuống thảm, quan sát sự căng giãn sâu toàn bộ đùi sau chân phải. Nhấn vai trái xuống, hít thở đều bạn giữ, 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thu chân phải trở về, chân trái hạ xuống cùng chân phải, nhả mềm vai. Đưa ý thức về chân phải từ đây. Hít sâu, lướt chân phải, nâng lên, có thể kiễng nhẹ gót trái. Gập gối phải, thở ra đưa gót chân về mông trái, nhấn vai phải xuống, đẩy gối phải lên nào. Rồi, hít vào một hơi thật sâu, nâng thêm gối phải lên xíu nữa. Tốt, thở ra bước chân phải về cạnh trong bàn tay phải. Chống 10 đầu ngón tay lên, duỗi hông về phía trước, duỗi ngực về phía trước. Đẩy hông ra phía sau, quan sát sự căng duỗi, úp hông trái xuống thảm. Từ đây, nhẹ nhàng hít thật sâu, tách hai tay, vươn hai cánh tay cao qua đầu, nâng thân người lên. Thở ra thân người đổ về phía trước một góc 45 độ, hai tay đưa ra phía sau, duỗi dài các đốt sống, úp hông trái xuống. Hít thở đều bạn giữ ở đây, mắt nhìn xuống thảm tại một điểm, 5. 4. Thả lỏng cổ gáy. 3, 2, 1. Tách hai tay, hít vào bạn vươn hai tay, nâng lên. Thở ra hai tay chắp trước ngực. Thở hết ra trùng gối chân trái, hạ trọng tâm xuống. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4,
3, 2, 1. Tách hai tay, hít vào, bạn vươn hai tay, nâng lên. Thở ra, bước chân trái trở về cùng chân phải, chắp tay lại, thả lỏng. Hai tay sang ngang, hít vào, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra, trùng gối, đẩy hông ra sau, thân người về phía trước, chỉnh bàn chân. Quận mông xuống thảm, mềm vai. Thở hết ra, hai tay chắp trước ngực, thả lỏng cổ gáy. Hít sâu, kiếng gót trái. Thở ra, gập cổ chân, bước chân trái qua cạnh ngoài gối phải. Thở hết ra, bạn đẩy hông ra sau, duỗi ngực về phía trước, mắt nhìn một điểm. Hít thở đều, bạn giữ ở đây, quan sát sự căng giãn hông, mông, quận mông xuống, quan sát lưng. 5, 4, 3, 2, 1. Tách hai tay, hít vào, vươn hai tay, nâng lên. Thở ra, chắp tay, thả lỏng chân trái, mềm vai. Hai tay sang ngang, hít thật sâu, nâng lên. Thở ra, gập sâu thân người tại khớp háng, duỗi dài cột sống, quan sát bàn chân. Thả lỏng cổ, trùng gối bảo vệ khớp gối. Hít vào, chống 10 đầu ngón tay, nâng nửa thân người, duỗi hông quận xương cụt lên, khép cằm bảo vệ đốt sống cổ. Thở ra, gập sâu thân người, mềm sâu hai gối, hai tay nắm lấy hai cùi trỏ. Thả lỏng cổ, hít sâu đưa người sang trái. Từ từ thở ra sang phải. Hít hai sang trái. Mềm mại thở ra sang phải. Quan sát sự căng duỗi vùng hông, lưng, vai. Hít ba sang trái. Rất tốt. Từ từ thở ra sang phải. Một lần nữa hít vào sang trái. Và thật chậm thở ra sang phải. Rồi từ đây hít vào trở về giữa, tách hai tay hạ xuống thảm. Thở ra tách hai chân rộng bằng vai. Thật chậm kiễng gót phải lên. Hít sâu chống 10 đầu ngón tay lên. Lướt cánh tay phải nâng lên. Thở ra cuộn xương cụt lên, trùng nhẹ gối trái, quan sát sự giãn duỗi. Thở hết ra, xoay vai phải, đưa tay phải qua eo lườn trái, mở vai ngực phải, cuộn xương cụt, quan sát sự căng giãn. Xoay cằm hướng xuống thảm, thư giãn cổ. Hít thở đều và quan sát sự căng duỗi vùng hông, lưng và vai. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, xoay cằm, lướt tay phải, nâng lên. Hạ tay phải xuống thảm, thở ra hạ gót chân phải xuống thảm. Bài này rất là tốt cho thận ha. Tiếp tục, hít sâu kiếng gót trái, lướt cánh tay trái, nâng lên vừa giãn vừa tốt. Xoay vai trái, thở ra đưa qua eo lườn phải, quận xương cụt lên nào. Hít vào, xoay cằm, mắt hướng nhìn xuống thảm. Thở ra duỗi hông, duỗi vai và ngực mềm vai. Quan sát sự giãn duỗi, hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu xoay cằm hướng nâng lên, lướt cánh tay trái nâng lên, hạ tay trái trở về thảm. Thở ra bạn tách hai chân sang hai bên, gót chân hướng vào trong, mũi chân hướng ra ngoài. Quận xương cụt xuống, hạ trọng tâm trở về trong tư thế Malasana. Giãn hông lưng vai, hai tay chắp trước ngực. Hít sâu vươn dài các đốt sống. Thở ra mềm hông quận mông xuống thảm. Có thể khép mắt, thư giãn vùng hông, lưng và vùng chậu. Mềm hơn nữa đôi vai. Tiếp tục đưa ý thức về hơi thở. Đưa hơi thở về vùng cột sống, duỗi dài các đốt sống. Hít thật sâu. Tốt. Quận mông xuống một tí nữa Dung, vươn dài cái lưng lên, mở ngực ra. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thư giãn và thả lỏng, kéo nhẹ đáy chậu lên. Lần ba, hít thật sâu.
mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Thư giãn sầu mềm đôi vai chìm hông xuống. Một lần nữa, hít sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Thư giãn, thả lỏng hông, lưng, vai. Từ đây, chống 10 đầu ngón tay xuống thảm. Hít vào, từ từ nâng hông, duỗi gối, khép hai chân về giữa. Thở ra hạ mềm bàn tay xuống. Thở hết ra bật nhảy hai chân ra phía sau. Hít vào hạ gối xuống thảm, duỗi hai mũi chân, thở ra hạ ngực cằm, trở về thảm. Hít sâu trườn miết người, nâng thân người lên. Thở ra lắc nhẹ đôi vai, thư giãn và thả lỏng toàn bộ lưng giữa, lưng trên và đôi vai thả lỏng. Sau vài nhịp thư giãn, rút rốn, quan sát mặt trước, mặt sau. Thân trên, thân giữa được giãn. Thở ra khép cằm thu về cổ. Thở hết ra kéo hông lên, chống hai ức bàn chân. Nâng gối đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Trải rộng lòng bàn tay ra. Hít thật sâu kiễng hai gót chân nâng lên. Thở ra trùng gối đưa rốn về gần đùi. Trải rộng bàn tay. Dán sâu hơn toàn bộ lưng dưới, lưng giữa và đôi vai. Nhà mềm vai. Hít thở đều bạn giữ ở đây. Thư giãn vùng cổ gáy. 5 4 3 2 1 Thật chậm hít vào trùng gối hướng xuống thảm. Thở ra ai tốt thì bật nhảy về gần tay. Không tốt thì chúng ta bước hai chân về gần hai tay. Hít vào tách hai tay, vươn hai tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Từ từ thở ra chắp tay trước ngực, mềm vai. Hai tay đưa sang ngang, hít vào đưa ra phía sau lưng. Thở ra đan tay vào nhau, quấn một vòng vai. Thở hết ra chìm sâu vai và cánh tay xuống, mềm cổ gáy thẳng cổ. Có thể khép mắt. Hướng tâm, hướng ý về vùng vai, hơi quặn mông xuống thảm, rút rốn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít thật sâu, nâng hai tay lên. Thở ra bạn trùng nhẹ gối, gập sâu thân người, hướng xuống thảm. Đưa ý về đầu vai và bàn tay. Hít vào nhấc đầu vai, nâng tay lên. Hướng lên, thở ra tha lỏng, trùng gối xuống lên, bảo vệ gối, trùng gối để quặn được cái xương cụt, trùng gối xuống để bảo vệ và quặn được cái xương cụt sâu. 5, 4, 3, 2, 1, nắm chắc hai tay, hít vào duỗi ngực, từ từ nâng thân người, tách hai tay, vươn lên. Thở ra hai tay đan vào nhau, lật ngửa bàn tay hướng lên bầu trời. Thở hết ra nghiêng sâu người sang bên trái. Hít vào trở về giữa. Thở ra nghiêng sâu người sang phải. Đẩy ngực trái lên nào. Hít sâu trở về giữa. Thở ra mềm hai vai hạ bả vai mềm hai trỏ. Đưa hai bàn tay ra phía sau đầu. Thở hết ra nghiêng người qua bên trái. Đẩy vai ngực phải lên, xoay cằm hướng vai phải. Đẩy trỏ phải lên, kéo rốn vào trong. Tấn hai bàn chân xuống thảm. Quan sát toàn bộ hông, cơ gập hông chân phải. Toàn bộ eo lườn phải được căng sẵn. Hít vào trở về giữa. Thở ra đẩy trỏ trái lên. Mềm trỏ phải, nâng ngực trái lên. Quận mông xuống, rút rốn vào trong. Tấn hai bàn chân xuống. Quan sát toàn bộ cơ gập hông và eo lườn trái được căng giãn. Thật chậm, hít vào, nâng thân người trở về giữa. Tách hai tay, thở ra gập sâu thân người hướng xuống thảm. Từ đây, quan sát cột sống vùng lưng. Có chút mỏi mỏi, hít vào một hơi thật sâu, bạn bước từng chân ra phía sau. Thở ra bạn hạ mềm gối xuống thảm, duỗi mềm mũi chân, sau đó hạ ngực,
hạ trán mũi xuống thảm. Hai tay đưa sang ngang úp bàn tay xuống thảm. Từ đây, hít thật sâu co gối chân phải lên, ngửa bàn chân phải. Thở ra thu tay phải về ngang ngực, sau đó nhấc gối phải lên, bước chân phải qua bên trái, hạ mang tay trái xuống thảm, đẩy gối phải ra phía sau, thu tay phải về gần ngực, quan sát toàn bộ vùng vai, toàn bộ vùng lưng và cột sống được sẵn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. Nhả vai nào. 5 4 3 2 1 Hít sâu duỗi cánh tay phải. Thở ra thu chân phải trở về thảm. Hạ trán mũi trở về thảm. Nhả mềm vai, thả lỏng hông, lưng. Mềm sâu toàn bộ mặt trước thân người. Từ đây, hít sâu co gối trái, ngửa bàn chân. Thu tay trái về ngang ngực. Thở ra, nhấc gối trái lên. Bước chân trái qua bên phải. Áp mang tay phải xuống thảm. Thu tay trái trở về gần ngực, đẩy gối trái ra phía sau, quan sát toàn bộ vùng vai bên phải, toàn bộ vùng hông, lưng và đáy thắt lưng đang được giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, duỗi cánh tay trái, hít sâu, úp hông trái, thu chân trái trở về thảm, hạ trán mũi trở về thảm. Thở ra duỗi dài hông, lưng, hạ mềm thân người xuống thảm. Chìm các cơ, chảy dài các cơ trên thảm, thư giãn và thả lỏng. Rồi từ đây, thu hai tay về ngang ngực, trải rộng bàn tay, hít vào, bạn nâng thân người lên. Ôi, khép cằm thu về cổ, khép cằm thu về cổ, thở ra nâng hông. Kéo mông về gót chân, tách rộng hai gối, đưa hai ngón căn chân cái chạm lại. Quận xương cụt xuống thảm, mềm vai, thả lỏng trán mũi. Tiếp tục đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống. Nhẹ nhàng hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Lần hai, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, chìm sâu hông, mềm hông, lưng, vai, thư giãn sâu hơn nữa. Nhả mềm vùng cổ, có thể nhấc nhẹ trán, duỗi dài cổ gáy và hạ mềm xuống thảm. Hai hơi thở nữa. Hít thật sâu, quan sát sự giãn mềm toàn bộ cột sống, toàn bộ dải cơ bên trái, bên phải. Từ từ thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Một lần nữa, hít sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, bạn thở hết ra. Tiếp tục, thu hai tay về gần gối, chống bàn tay, hít vào bạn nâng thân người lên. Thở ra xoay người, hạ lưng trở về thảm. Hạ lưng xuống thảm. Co hai gối lại. Hai chân mở rộng song song bằng hông. Hai tay xuôi theo thân, chách một góc 45 độ. Nhấc vai và lưng, duỗi dài và hạ mềm xuống. Nhấc hông, duỗi dài ra phía sau và hạ mềm xuống. Ngửa bàn tay, xòe rộng các ngón tay ra. Thật chậm, hít vào quận xương cụt hướng về rốn. Nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ đẩy hông lên, khép cằm thu về cổ. Thở ra đẩy hông cao lên, kéo xương mu về phía xương ức. Quan sát toàn bộ mặt trước thân người được kéo giãn, toàn bộ vai cổ gáy được giãn, thả lỏng vai và cánh tay. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5 4
3, 2, 1. Từ từ thở ra thật chậm, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, nhà mềm các cơ, thư giãn và thả lỏng. Lần 2, hít thật sâu, quặn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông cao lên, khép cằm lại, kéo xương mu về phía xương ức. Nhấc vai phải lên, hạ mềm xuống, nhấc vai trái, hạ mềm xuống, duỗi gáy cổ, thả mềm các cơ. Hít thở đều bạn giữ ở đây, kéo nhẹ đáy chậu lên. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thở ra thật chậm, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thả mềm các cơ, thư giãn và thả lỏng. Nhấc vai, duỗi dài và hạ mềm xuống, tách hai bả vai, tách hai tay, hạ mềm xuống. Một lần nữa, hít thật sâu, quặn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa, lưng trên. Và từ từ bạn đẩy hông lên, khép cằm lại, mềm vai, nhúc nhích nhẹ đôi vai. Đẩy hông lên, kéo xương mu về phía xương ức, duỗi dài gáy cổ, kéo đáy chậu lên. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, thở ra, hạ mềm từng đốt sống, nhà mềm từng thớ cơ, thư giãn và thả lỏng. Nhấc vai lên, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm, khép cằm lại. Từ đây, nhấc chân phải lên, hít vào đặt mắt cá chân phải qua đầu gối trái. Đẩy gối phải sang bên phải, nhấc chân trái lên, hai tay luồn qua cạnh ngoài gối trái, đan tay, khép cằm lại, thở ra kéo gối trái hướng về ngực. Qua cạnh ngoài gối trái nó sẽ sâu hơn đó. Đúng rồi, Hiền ạ. Cạnh ngoài gối thì nó sẽ sâu hơn đó. Đúng rồi, khép cằm lại. Quan sát toàn bộ mông sâu bên phải, toàn bộ cơ căng mạc đùi chân phải đang được giãn, khép cằm, mềm vai và trò. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ tách hai tay, hít vào hạ chân trái trở về thảm, vươn hai cánh tay cao qua đầu, mở hai trò, ngửa bàn tay, xoay rộng các ngón tay. Thở ra đổ hai gối sang bên trái, hạ mềm bàn chân phải xuống, dựng gối phải lên. Thở hết ra, đẩy gối phải ra phía sau, xoay cằm sang bên phải. Quan sát toàn bộ vùng hông chậu, háng và lườn đang được giãn, mềm sâu vai, chìm sâu cột sống và đáy thắt lưng. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, hít sâu, nâng cằm về giữa, nâng hai chân về giữa. Thở ra, hạ chân phải xuống thảm, rồi co hai gối ha, duỗi gối chân trái, đạp căng gót chân. Đúng rồi, hai tay đưa ra phía sau, đùi trái đan tay vào nhau, ôm đùi khép cằm lại, bảo vệ đốt sống cổ. Hít thật sâu, đạp căng gót chân trái, thở ra duỗi mũi bàn chân trái. Hít hai đạp căng gót chân, thở ra duỗi chân. Hít ba đạp căng gót nào, thở ra duỗi. Hít bốn khép cằm lại nào, thở ra. Một lần nữa hít, nằm đạp căng gót, rất tốt. Thở ra nào. Rồi từ đây gập các ngón chân xuống, đạp căng gót. Sau đó thả lỏng, gập thả, gập thả, gập thả, gập thả. Và xoay tròn cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5. Ngược lại. 5, 4, 3. Thả lỏng cổ. 2, 1. Từ từ thở hết ra.
kéo chân trái hướng về ngực, hai tay tiến lên bắp chân, nếu có thể hướng gần về gót, chú ý quan sát gáy cổ duỗi giãn hướng xuống thảm, từ từ mềm hai vai và trỏ, kéo chân trái hướng về ngực, quan sát sự căng căng giãn giãn, hít thở đều và thư giãn cổ gáy. 5 4 3 2 1, từ từ nhả hai tay, hít vào hạ chân trái trở về thảm, thở ra ngửa bàn tay, rồi nhúc nhích nhẹ đôi vai, hít sâu, quặn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên, từ từ bạn đẩy hông lên, khép cằm lại, thở ra đẩy hông cao lên, kéo xương mu về phía xương ức, hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1, từ từ hít vào hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thả mềm các cơ, thư giãn lưng hông và cổ gáy, thở ra tiếp tục quận xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên, từ từ bạn đẩy hông lên, kéo đáy chậu lên, khép cằm bảo vệ cổ, hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1, hít thật sâu, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, rất tốt, nhả mềm cổ gáy, thở ra thư giãn và thả lỏng. Một lần nữa, hít sâu, quặn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên, từ từ bạn đẩy hông lên nào, kéo xương mu về phía xương ức, khép cằm bảo vệ cổ, nhúc nhích nhẹ đôi vai, kéo đáy chậu lên, hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1, thở ra thật chậm, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thả mềm các cơ, trải dài các đốt sống, thư giãn và thả lỏng, nhấc vai, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, nhấc chân trái, đặt mắt cá chân trái qua gối phải, vươn hai tay lên cao qua đầu, mở hai trỏ, ngửa bàn tay, các ngón tay hướng vào nhau, nhấc nhẹ bả vai, hạ mềm xuống thảm, thở ra đẩy gối trái sang bên trái, quan sát toàn bộ lưng hông được giãn, thở hết ra đổ hai chân sang bên phải, hạ mềm bàn chân trái xuống thảm, rồi đẩy gối trái lên nào, gối trái đẩy ra phía sau, xoay cằm hướng vai trái, quan sát toàn bộ hông chậu và khớp háng được giãn, đẩy gối trái ra sau thêm xíu nữa nào, cảm nhận sự căng căng giãn giãn, hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1, thật chậm, xoay cằm về giữa, hít sâu, nâng chân phải trở về giữa, thu hai tay luồn qua gối, đan tay vào nhau, ôm cạnh ngoài gối phải, thở ra khép cằm, thu về cổ, mềm vai, thở hết ra kéo gối phải hướng về ngực, quặn xương cụt hướng xuống thảm, quan sát sự căng duỗi toàn bộ các đốt sống, toàn bộ cơ căng mạc đùi chân trái, mông sâu bên trái được căng giãn, hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1, nhả vai, hít sâu, tách hai tay, hạ mềm bàn chân xuống thảm, hạ chân trái xuống thảm, co hai gối, thở ra từ từ nhấc chân phải lên, duỗi gối phải, đan tay vào nhau, ôm lấy đùi sau chân phải, khép nhẹ cằm lại, bảo vệ cổ gáy, rồi tiến hai tay về phía bắp chân, nếu có thể thở hết ra, kéo chân phải hướng về ngực, đạp gót chân ra, quan sát sự căng căng giãn giãn, chú ý thả lỏng cổ gáy, nhả vai, hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1, nới lỏng tay, trượt hai tay về đùi sau chân phải, hít vào đạp căng gót chân, khép cằm lại, thở ra duỗi mũi chân,
hít hài đạp căng gót và thở ra duỗi mũi chân. Hít bà đạp gót nào và thở ra duỗi mũi chân. Hít 4, rất tốt, và thở nào. Hít 5 và thở ra. Từ đây gập các ngón chân xuống, thả lỏng. Tiếp tục gập xuống, đạp gót lên, thả lỏng. Gập, thả, gập, thả, gập, thả. Rồi chúng ta xoay tròn cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5. Và xoay ngược lại, nhà mềm hông nào. Cổ thả lỏng. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi co gối phải lại. Hai tay đặt lên gối, nhấc hai chân lên. Từ đây, chúng ta mềm vai và trỏ, từ từ di chuyển hai gối. Đi bộ nào, liếc mắt nhìn. 1, đây đây Lan, liếc mắt nhìn Huyền đi. Huyền đang làm đúng vậy. 2, nhìn Huyền bên bên này này, Huyền bên này mới làm đúng. 3, đúng rồi. 4, 5, 6, nhả cái vai ra. 7, 8, 9, 10. Rồi từ đây, tách rộng hai gối sang hai bên. Từ từ đẩy gối phải ra phía ngoài. Hít sâu. Thở ra, đẩy gối trái ra ngoài, thu gối phải về. Đúng rồi. Hít vào, đổi bên. Thở ra, đổi bên. Đúng rồi. Hít vào, đổi bên. Thở ra, đổi bên. Rồi từ đây, thu hai gối về giữa, chúng ta xoay tròn khớp háng. 1, 2, mở rộng ra em. Đúng rồi. 3, sao cho cái hông và cái mông nó tì xuống và cái lưng, cái hông nó giãn xuống thảm. 4, 5 và xoay ngược lại. 5, chậm thôi, nhả mềm vai ra. 4, 3, 2, 1. Từ đây duỗi gối hai chân, gót chân phía trong thảm, mũi chân phía ngoài thảm. Hai tay đưa xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên. Nhấc lưng dưới, duỗi dài ra. Nhấc vai, nhấc cổ lên, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm. Hai tay dang rộng sang hai bên, nhúc nhích nhẹ lại hông, kiểm tra xem còn bộ phận nào chưa giãn. Thả mềm cơ thể xuống, thả mềm vai, hơi khép cằm lại, nhả mềm hông và lưng. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Sau những giây phút đầy hoạt động, cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm, tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Cảm nhận sự thả mềm từ trái tim, sự thả lỏng từ hai lá phổi, sự thư giãn và buông thư của toàn bộ cơ thể. Trong đôi mắt khép, cảm nhận thật sâu sự trải dài của các ngón chân, bàn chân, lòng bàn chân, cổ chân. Sự thả lỏng này lan tỏa lên bắp chân, rồi lan tỏa vào hai bên gối, trải dài lên hai đùi, tràn sâu vào khớp háng. Tiếp tục, sự thả lỏng này di chuyển và lan rộng lên vùng bụng, lên vùng ngực, lan tỏa vào các cơ quan nội tạng bên trong. Cảm nhận sự thư giãn và thả lỏng toàn bộ vùng ngực, vùng bụng và các cơ quan nội tạng. Sự thả lỏng này tiếp tục lan tỏa lên đôi vai, trải dài xuống hai cánh tay, cẳng tay, cổ tay, bàn tay và từng đầu ngón tay. Sự thả lỏng này tiếp tục lan tỏa lên từ vùng vai,
xuống sau gáy, tràn ra vùng cổ, bao phủ xuống toàn bộ lưng trên, lưng giữa và lưng dưới. Cảm nhận các cơ vùng lưng được trải dài trên thảm. Tiếp tục, sự thả lỏng này lan lên vùng đầu, phía sau đầu và lan tỏa lên đỉnh đầu, từ từ tràn xuống khuôn mặt, từ vùng trán, hai khuôn mày, mí mắt trên, mí mắt dưới, sống mũi, hai gò má, nhân trung và cằm. Quan sát sự trải dài của cơ thể từ thân trên, thân giữa cho đến thân dưới. Cảm nhận cơ thể của bạn đang được trải dài trong sự thư giãn và thả lỏng hoàn toàn. Cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ. Cảm giác bồng bềnh, bồng bềnh như những chiếc lá đang trôi trên mặt nước.
từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt. Mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi. Mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái. Ba vòng từ trái sang phải. Nghiêng đầu sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Trở về giữa, từ từ co hai gối lại, nghiêng người sang một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay chắp trước ngực, từ từ xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Tác ý vào bàn tay, xoa thật nóng lên nào. Nóng thêm chút nữa, chú ý thả lỏng vai. Nóng thêm chút nữa. Hai tay áp vào vùng mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay bạn chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị, cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn lớp mình. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.